Trước hết Kinh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi đài, theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay, và các anh chị Minh Thu cùng với các anh chị đã xuống từ một nơi rất xa và xuống để thực hiện cái buổi nói chuyện này. Nhưng mà Khánh Ly cũng xin khen chị là chị gọi là Kinh là không có lỗi lạc lắm đâu chị. Kinh Ly đi hát thì biết hát thì rất là sớm. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya trưa mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gót chân đôi khi đàn gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần đời mùa thu vàng áo thun. Em đang là năm 64 cho đến năm 67 thì khi mình được sửa ra qua đến
Chưa tới những ngày ngồi
chọn mình. Trên đời người chờ nhanh hoang vu, trên ngày đi mọc cành lá mù, những tim đời đập lời hoang phê, dưới mặt trời ngồi hát hôn mê, dưới vòng nôi mọc từng nấm mồ, dưới chân ngày cỏ xót xa đưa. Người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm giông cuối trời. Còn lại tiếng cười khóc giữa đời, dưới ngọn đèn một bóng chim qua, giữa đường đi một người đứng gọi, có biết về ngày chưa tới. Tiền thân về chào tiếng lạ, những mai hồng ngồi nhớ thiên thu. Được dạng sự